các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm rượu trái cây bằng vodka nha các bạn. Đây là nguyên liệu chính của mình là vodka. Nguyên liệu chính sẽ là gồm vodka, đều qua trà tóc, chuối nè các bạn. Mình sẽ mở ra cho các bạn. Thằng Mỹ tên trụ quá. Bà nội cha nó nha, xanh nha các bạn. Đây. Xanh, cái này là mình đã rửa sẵn hết rồi các bạn. Này là táo. Đây là nho đen. Nó có hấp dẫn không các bạn? Cái này là cam đó các bạn. Cam của lọc chanh. Cái này là chanh không hạt. Rất là miếng, miếng bự luôn nha. Kiwi. Tiếp tục là dâu. Và cuối cùng là cam nha các bạn. Đây là rượu vodka. Rượu trên 30 độ nha các bạn, để dễ tạo men đó các bạn. Và đường phèn. Nhưng mà sẽ lâu sơ cái sáu những cái gì bạn cho tôi xong đây, còn bạn có quay mặt không nè? Mặt tất cả quay mặt không? Nó thấy sệt sè xuống thì quay mặt tôi. Đâu chi ạ? Xong ok. Này, bước đầu tiên mình sẽ nhận các bạn đổ đường lên trước nha. Xếp vòng tròn như hình cánh hoa luôn. Anh thấy là đây mình bỏ lộn xộn mà. Lộn xộn quả quả như cái kia. Chẳng mấy túi mới rồi xếp vô. Xếp vô mới nè. Bây giờ xếp vô luôn. Thank you.
đấy, món đi ngon. Giờ sẽ chuối vô luôn hả? À, cắt chuối lên nha. Ăn chuối này lên men được mà, tại sao đâu? Nó mới được chuối này ai ăn? Không ạ, đây. Chuối rồi mẹ, xếp cái ra đây. Chúng ta cứ mở lòng sổ, mở lòng sổ. Sao anh từ từ làm mà làm vậy, quay đủ chuông đầu tiếp không nhỉ? 2 phút rồi. 2 phút rồi. Không rồi, sao bóp kè luôn hả? Bóp không biết chẳng. Không biển hả? Rồi sẽ bỏ chanh vô nha các bạn. Ghê sợ quá. Rồi gì nữa chồng? Sáu nữa hả? Nãy giờ kiwi chưa có phải không? Kiwi đã làm cái này.
cameraman thì cứ lên làm cameraman đi các bạn. Bạn sao bạn thích làm như bạn xe dép mà cái gì xe dép sắp đại rồi mọi người có 10 phút rồi thế bảo từ từ thả anh nôn nôn chạy mà giờ hấu mà thêm người ở đây. Che tất cả nào bắt chú lên chú này nha bạn sao cứ cười thoại nó này nha nó cứ bật tay của mình đấy. Đầu nó chạy luôn. Thích nghỉ lên bỏ chút ít đi. Chú này là chú đỡ từ hôm qua tới giờ cho mấy bạn. Cứ thầm phải nói không hả? Mẹ là cái thằng đấy. Chưa? Đổ rượu vô đi. Đổ rượu một lần ấy. Một xíu rồi nó xuống. Ủa tự nhiên không? Đây là tại nó thấp xuống rồi đỡ biết. Được không? Đổ một xíu thôi. Đây, khui rượu nha các bạn. Tập vào nói là nhé không? Ủa, một ít xuống chú nè. Chưa? Mình sẽ bỏ cam vô nha các bạn. Hay là cái quy cho chồng hay cho cái quy á. Chơi luôn. Hôm qua mình mở làm mua rượu, người ta mua chiều rưỡi mua mất rồi, ra làm mua khác. Mật mua. Có một anh đã che chiều quy là mua, có một chiếc giáo chiều rưỡi. Anh nói có biết không? Biết. Anh nói là em mua của chị đang làm. Kiếm. Ở trong cái đồ màu đỏ như anh đổ rồi sao? Không có. Anh đổ anh kiếm không? Anh không có đồ. Hôm qua có cái đồ nhỏ ở trên kia anh đổ á. Không có đồ. Chuối giờ chuối giờ đúng không? Ờ, trong đó có cái quyền đó. Bây giờ được bác lấy. Thank you.
nát mẹ nó luôn rồi. Thanh sáng. Rồi gì nữa chăm? Nho hay dâu? Nho hay dâu nhiều quá. Nhớ. Nhà không bỏ như thế ăn được. Cái gì vậy? Cà mưa ớ không ăn được. Chuối ớ không ăn được. Ba sáu à? Còn xíu nữa. Mở rồi. Rồi cha bà rồi. Sao mua không? Nó tiêu 100ml mà. Kìa. Bỏ cái dâu đi vô ấy quá nè, gần cái dâu vô ấy nè, gần cái nho vô ấy nè, trên một lớp thôi được. Đâu có bao rượu nó suy nghĩ kỹ cho tôi trả nhắc lại. Xin lỗi.
mình sẽ làm một hũ này. Hũ này à? Này vậy hả? Bực ơi. Rồi, gì nè các bạn? Cam nữa bạn. Cam quay không lấy hộp ra. Phải lấy hộp bây giờ mình thấy người ta làm lấy hộp rồi. Thì lại luôn á. Hỏi lớn mặt ra ngoài luôn. Không muốn mặt chồng. Chính là ngọt luôn. Nhiều đường quá. Chết à. Nó không có đụng nồng với rổ. Mà nó ngọt. Bỏ xí vớt kèo chút xí thôi. Một ít thôi. Còn thâu re tới hoài phe vẫn được mà. Đúng rồi, đúng rồi.
ok. Và nghe theo lời chồng tôi là một xíu rượu. Một ít. Sao lên men được chưa? Dính lên nó cho nó có trống được rồi. Chuối nè các bạn. Con chậu quá. Đây là loại tre nó nha xanh nha các bạn. Xanh này là mình đã rửa sạch hết rồi các bạn. Này là táo. Là nho đen. Nó có hấp dẫn không các bạn? Cái này là cam đó các bạn. Cam của Lộc Chanh. Này là chanh không hạt. Nó là miếng bự. Kiwi. Tiếp tục là dâu. Và cuối cùng là cam nha các bạn. Cam. Đây là rượu mất cam. Rượu trên 30 độ nha các bạn. Để dễ tạo men các bạn. Và đường phèn lau sơ cái hũ này. Bước đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đổ đường như thế này.
mình sẽ lắc cái cho nó đều. Anh hay là đây mình bỏ lộn xộn mà lộn xộn quậy quậy như cái cá kia. Chẳng mấy túi mới rồi xách vô. Vào xếp vô luôn. Cái chuối rồi mẹ, xách cái ra đây. Thế sao cứ bỏ lộn xộn, Thôi. Sao anh từ từ làm là để quay đầu cho tôi biết không nhỉ? 2 phút rồi. 2 phút rồi. Mấy 6 phút. Thank you.
video mình này mình quảng cáo cho vodka. Không quảng cáo cho vodka luôn hả? Vodka Hà Nội. Muốn đi với hoa không? Rồi sẽ mở chanh vô nha các bạn. Cameraman đang ngủ. Giờ dần đầu vậy bác quay. Khổ không mấy bạn? Ghê sợ quá. Sợ không? Gì nữa chồng? Sáu nữa hả? Nãy giờ kiwi chưa có không? Kiwi ở nào? Nhà hàng đợi trước đi. Nhà hàng hả? Camera men thì cứ lên làm camera men đi. Các bạn sao bạn thích làm? Xe giết, quảng cáo cho xe giết. Mấy anh sắp đầy nữa mọi người. Có 10 phút rồi. Em bảo từ từ anh luôn luôn chị. Bây giờ không? Xếp đi. Bỏ thêm người nữa đi. Có gì chạy không mấy bạn? Cái miệng thấy không? Đó đó. Đó mình uống xong mình sẽ live stream cho các bạn. Công dụng nó tiêu hóa cỡ nào hay là nó tiêu kiệt nó cỡ nào. Đó, hấp chuối lên. Chuối này là chuối đỡ từ hôm qua tới giờ nha mấy bạn. Có còn phải nói không hả? Mẹ là cái thằng đấy. Chưa? Đổ rượu vô ấy. Đổ rượu lần ấy. À, một xíu rồi nó xuống. Cô tự nhiên không? Thôi là cho nó thấp xuống rồi đỡ biết. Hiểu không? Chứ không cho nó thấp xuống bớt hả? Đây chua rượu nha các bạn. Nói thật là nói là nhét không? Ủa bớt xuống chứ nhỉ. Chưa? Trời luôn. Hôm qua mình mới làm mua rượu, người ta mua nhiều rượu mất rồi. Do làm của khác.
Có một anh đại che giúp Vy là mua giúp giá 1.500.000. Anh nói có biết không? Biết. Anh nói là em vừa của chị đang làm. Mùa này kêu kêu quê đắt quá nên mua nó hai cái rồi nha mấy bạn. Gì hai cái bạn? Bạn còn cái quê được. Kiếm 30 giây rồi kiếm. Ở trong cái rổ màu đỏ anh lên đổ rồi sao? Không có. Đổ là kiếm không? Anh không có đổ. Qua có cái rổ nhỏ ở trong cái anh đổ á. Không có đổ. Chuối giờ chuối cho anh đúng không? Trong đó có cái cương quyền đó. Ừ. Giờ vô thùng rác lấy. Nát mẹ miếng kiwi quê luôn. Thánh sáng. Lát lát rồi. Nhiều đời nó xuống rồi nó sẽ xuống tới đây. Em phải hụt cái đèo bỏ thêm một lần nữa. Không có. Hụt trong biển. Một bè chú nhỏ ít. Thêm rồi. Lúc sẽ nào hụt nhỏ xí không có gì không? Một tám bè sáu. Bé xấu ạ.
xíu rồi mà. Bỏ ra coi. Kêu 100 ml mà. Trường lít chem một phòng mở đúng không anh, để bỏ cái dâu đi vô ấy quá nè, gần cái dâu kia quá nè, gần cái nhau kia quá nè, cho anh một lớp nữa được rồi. Rồi có bảo đồ nó suy nghĩ kỹ cho tôi lại nhắc lại chiếu rồi. Các bạn cam nha các bạn.
lại luôn á. Sao? Nho nhớ mẹ. Không vào. Xong rồi không uống mà còn chồng vào, chắc chắn là ngọt luôn. Nhiều đường quá thế nào, nó không có độ nồng của rượu mà nó ngọt. Bỏ xí có kèo chút xí thôi, một ít thôi. Chứ cái nắp đầy không mẹ, căng à, trống gì chỗ, chỗ gì trống, rồi xong, đó, thằng tụ, bây giờ mình sốc. Anh uống mình bự, mất uống mình đây mà. Ok không? Bỏ vô bên kia kìa. Thêm vô, một vẹt chú ít á. Mình ra ngoài đi tập nha. 28 đúng không?